Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ có một chiếc xe Dexter 300 sản xuất là năm 2020 Một chiếc xe có ngoại thất là màu vàng, nội thất ghế da màu da bò Rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm Với chiếc xe này thì có thể xuất hóa đơn đến 2 tỷ đồng Cho các bác đang có nhu cầu xuất về công ty Làm bánh với quãng đường là hơn 5 vạn phun đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng Bao trách test mọi nơi tặng cho anh chị và các bạn gói phủ ceramic cao cấp cũng như là có hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp lên tới 70% giá trị xe lãi suất tốt nhất thị trường cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu những đường nét tổng quan sơ qua về nội và ngoại thất của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng tham khảo với em ở phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết mặt ca lăng và logo 3D thương hiệu chính giữa trung tâm mặt ca lăng Đấy, những uh, chi tiết uh, mặt ca lăng con suốt và những cái phần phiền mạ trôm tạo điểm nhấn nổi bật cho phần đầu xe, cùng với hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi xếp tầng, cùng với những phần như là giải mốc, à, giải điện đèn định vị móc hình móc câu và có những cái đường led tính năng an toàn như hệ thống như là cảm biến cam à, rồi rửa đèn pha cho anh chị và các bạn. Với bản Rex 300 là một phiên bản à, cầm cao tầm trung dễ dàng tiếp cận về mẫu xe hơi thương hiệu hạng sang nếu anh chị và các bạn di chuyển trong phố thì đây là một chiếc xe lựa chọn rất là tuyệt vời kiểu dáng bên ngoài của chiếc xe không khác gì nhiều so với phiên bản Range 350 nó chỉ khác một số điểm như là hệ thống động cơ này rồi là cam 360 h kính nốt sơ cua rồi là một số các chi tiết tính năng bên trong chiếc xe anh chị và các bạn có thể là mà mình cần thông tin rõ hơn thì mình có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi những cái chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc. Đây là những đường nét đèn hậu của chiếc xe với những chữ L làm ngang à, xếp à, ngang với những cái chi tiết tạo hình rất là lôi cuốn. Ở phía bên dưới thì nó sẽ có trang bị ống xả hai bên cân xứng tạo lên cho anh chị và các bạn chiếc xe nhìn trông nó thể thao hơn. Đây là những đường led về hệ thống keo chỉ, đinh tán, ốc ác của chiếc xe. Mọi chi tiết vẫn giữ được độ nguyên bản. Cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và bạn mua chiếc xe này rất là an tâm. Đây là những cái đường led như hệ thống lốt sơ cua và những chi tiết như là cập điện hàng ghế thứ hai giúp gia tăng thể tích chứa đồ khi cần. Có trang bị vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý đầy đủ những đường led tổng quan ở phía sau thì anh chị bạn có thể tham khảo. Thông tin thông số của chiếc xe thì em có cập nhật trên web autosehoi.com. Anh chị và các bạn có thể truy cập tại web để xem thông tin cụ thể về chiếc xe này. Đây là những đường led về những cái chi tiết như là hệ thống ốc bản lề và những phần táp bọc da, ốc gỗ. Bên trong thì nó sẽ có những phần hèm cửa và những cái phần chi tiết như là ốc bản lề ở phần cột kèo của chiếc xe. Ghế thì nó cũng có độ ngả sâu có thể ngả điện giúp anh chị và các bạn có thể là nghỉ ngơi thư giãn trong những chuyến đi xa không bị mệt mỏi. Chính giữa trung tâm là thì nó có cửa gió điều hòa cũng như là chức năng xoáy ghế được trang bị đầy đủ, bệ tỉ tay, cửa sổ trời. Không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ cùng ngắm qua bên phụ nhé. Với hệ thống nhớ ghế của chiếc xe thì nó cũng có đầy đủ như là nhớ ghế bên lái, bên phụ ba vị trí này. Ghế lái, ghế phụ đều trang bị chỉnh điện hết những cái chi tiết về hệ thống tap đi cánh cửa và những phím bấm chức năng của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ nét những cái phần hèm cửa hay là những phần cột keo tất cả các chi tiết em đều quay rõ ràng cho anh chị và các bạn ghế thì cũng có bơm hơi lưng và những cái chi tiết ghế ngồi của chiếc xe từ những phần má ghế lái ghế phụ của chiếc xe thì em cũng quay đầy đủ rõ ràng luôn cho anh chị và các bạn có thể tham khảo xe cũng có trang bị màn hình giải trí 12,3 inch rồi là đồng hồ thiết kế designer hệ thống Jario uh, hay là fm rồi là cd được trang bị đầy đủ là mát ghế, xây ghế, phanh tay điện tử, auto hold, sạc không dây, tucson các chế độ lái cho anh chị và các bạn có thể lựa chọn vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và có lẫy chuyển số thể thao phía sau thì nó sẽ có trang bị uh, uh, sau vô lăng có cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn một màn hình uh, cỡ nhỏ chính giữa trung tâm các chi tiết bề mặt tắp ly tắp lô của chiếc xe thì anh chị bạn có thể tham khảo qua những đường led của nó thì vẫn còn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo khối động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ máy 2.0 turbo uh, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe rất là tuyệt vời và chiếc Lexus 300 sản xuất năm 2020 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn trong khoảng giá trị khoảng hơn 2 .7 tỷ 7 Giá thì còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.